tập 34 của tiếng sét trong mưa chứng kiến cảnh cậu Xuân Bạc Công Khanh, năm di thứ của Khải Duy Cao Minh Đạt tỏ tình với Phượng. Xuân nói rằng anh muốn lấy Phượng làm phi tần, không mong làm ga mơ thủ với Phượng thêm ngày nào nữa. Thời điểm này, Phượng mở màn nảy sinh tình cảm cùng Thanh Bình Quốc Huy nên cô đã từ chối Xuân. Không chịu bỏ cuộc, Xuân nói sẽ đi hỏi ý mẹ ruột hạnh như về chuyện cưới Phượng. Nhìn thấy bóng lưng Xuân chạy khỏi, Phượng cứ lo lắng, hoảng loạn không yên. Xuân muốn lấy Phượng làm phi tần nhưng cô lại yêu Thanh Bình. Những tưởng tới đây thì thảm kịch sẽ tạm dừng, ngờ đâu một bức ảnh Xuân lên giường cùng Phượng bị rò rỉ khiến người theo dõi quan mang cực độ. Trong bức ảnh này, Xuân và Phượng cùng nằm trên giường. Cả hai tỏ thái độ hốt hoảng, kinh khủng kinh khủng gì không có mảnh giải che thân. Chuyện gì đã xảy ra với Phượng và Xuân, chẳng lẽ nào hai người vừa trải qua đêm tình ái mặn nồng hay đây chỉ là cái bẫy để ép Phượng phải nhận lời lấy Xuân. Nhưng nếu cái bẫy này thực sự sống sót thì ai là kẻ đứng sau sát đặt? Cảnh giường chiếu của Xuân và Phượng bị rò rỉ trên mạng thôn hội. Một tình tiết đáng chú ý khác là Phượng cũng lộ cảnh hôn môi Thanh Bình say đắm trong phòng ngủ. Có cả cảnh nóng với Xuân và Thanh Bình, vậy thì hậu quả Phượng yêu ai? tiếng sét trong mưa do Nguyễn Phương Điền làm đạo diễn, phim được chuyển thể từ lôi vũ đình đám của tác giả Tào Ngu. Nửa phần đầu, phim tập trung khai thác câu chuyện thương đầy thảm kịch của Thị Bình Khải Duy. Nửa phần sau, phim tô đậm ân gán thụ tình thụ giữa Phượng Xuân Thanh Bình Hạnh Nhi. Còn trong đoạn kết, tất cả những mâu thuẫn, nhân quả đều được đáp đền đầy đủ. Phượng và Thanh Bình hôn nhau trong phòng ngủ. Một điều đáng chú ý đó là cả Phượng và Thanh Bình đều do Thị Bình sinh ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hai người lại không biết mình có quan hệ ruột thịt. Còn Hạnh Di mẹ Xuân lại lăn loàn, ngoại tình với chính con chồng là Thanh Bình. Mối quan hệ thương giữa bốn anh hùng thực sự giống cái dòng xoay, chưa thể tìm ra hồi kết.